Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm qua, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, có những chủ trương giải pháp phù hợp sâu sát để đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và đã kết nạp được 10 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Việc kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện nghiêm túc, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thu hút tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia. Tình hình kinh tế xã hội được duy trì ổn định và phát triển. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 4,91%, giảm 2,2% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng trên năm. Tại hội nghị đã có 20 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng, nhiều tập thể cán bộ đảng viên được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2019, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, công tác tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Yên Mô đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Là một trong hai chi bộ Đảng được thành lập trong năm 2019, chi bộ Hội Doanh nghiệp huyện Yên Mô luôn phát huy vai trò là hạt nhân trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Việc thành lập chi bộ Đảng trong khối doanh nghiệp có một ý nghĩa rất quan trọng. Nó sẽ thúc đẩy và phát huy được sức mạnh tập thể và sức mạnh cá nhân của từng doanh nghiệp. Và trong những năm tới thì chi bộ Đảng của Hội Doanh nghiệp huyện Yên Mô sẽ cố gắng phát huy và phát triển những nhân tố mới để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng để tăng cường sức mạnh cho Đảng và tăng cường hoạt động kinh doanh sản xuất của từng doanh nghiệp trong huyện. Hiện nay, Đảng bộ huyện có 59 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 7.720 đảng viên. Sau khi kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng đã từng bước đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị. Năm 2019, Ban tổ chức huyện ủy cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, bàn nhiều những cái giải pháp để thực hiện tốt cái công tác phát triển đảng viên cũng như là thành lập cái tổ chức đảng trong cái doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đấy thì ngay từ đầu năm, tập thể lãnh đạo ban cũng đã xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm. Đối với ban tổ chức huyện ủy năm 2019 cũng đã tích cực tham mưu cho ban thường vụ huyện ủy để tổ chức thành lập được hai chi bộ và kết nạp được 210 đảng viên. Đấy thì với cái kết quả đạt được trong năm 2019 thì năm 2020 thì ban cũng xác định ngay từ đầu năm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo và bàn những cái giải pháp để phấn đấu trong năm 2020 sẽ đạt được kết quả kết nạp đảng là từ 200 đảng viên trở lên. Năm 2019, công tác tổ chức và cán bộ tiếp tục đổi mới, được thực hiện đúng quy trình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy. Công tác phát triển đảng viên được tập trung thực hiện, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Bản thân tôi được cử đi công tác nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Yên Mạc. Thì đối với cá nhân tôi thì thấy được rằng đây nó là một cái vinh dự và cũng là một cái trách nhiệm rất là lớn. Cố gắng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cùng với các đồng chí lãnh đạo trong ban thường vụ đảng ủy xã. Trước mắt là lãnh đạo chỉ đạo thành công cái đại hội cấp chi bộ tiến tới đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Và bên cạnh đấy thì cũng thực hiện thắng lợi các cái chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025. Với những kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác, Ban tổ chức huyện ủy Yên Mô đã vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Đã trở thành nếp sinh hoạt và sản xuất từ nhiều năm nay tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, những ngày cận Tết ở đây nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
bởi đây chính là lúc người dân thu hoạch và bán ra thị trường những cây đào, cành đào phai độc đáo, nổi tiếng. Vườn đào hơn 200 gốc của gia đình anh Phạm Thanh Tuân nằm đối diện trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn. Nhiều cây đào đã được khách hàng đặt mua và đánh dấu. Đa phần các cây đào đều có thời gian trồng từ 2 đến 3 năm đến thời điểm cho thu hoạch. Các cây đào được chăm tỉ mỉ cẩn thận theo đúng quy trình nên cho thân thẳng, cành to, trổ nhiều nụ và hoa cánh to đều với màu sắc hồng phai đặc trưng của đào Đông Sơn. Thời tiết năm nay thì nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến năng suất của cây đào, nhưng mà mình vẫn đảm bảo về sản lượng, năng suất để bà con tiêu thụ trong dịp Tết này vẫn còn nụ còn hoa. Những ngày này trên trục đường chính của xã hay những con ngõ nhỏ dẫn vào các vườn đào đều nhộn nhịp người mua bán. Năm nay giá đào dao động từ 500 đến 1 triệu đồng một cây, cá biệt những cây đào lâu năm được khách hàng trả giá tới 4,5 triệu đồng một cây. Như thị trường bây giờ đào là đang rất đẹp mà khách các thứ khắp thập phương khắp mọi nơi là họ đến tham quan đặt tiền mua với số lượng nhiều. Giá thành năm nay thì nói chung là như đầu mùa bây giờ thì do so với mọi năm thì nó sẽ cao hơn 50-60% so với giá mọi năm. Hiện xã Đông Sơn có 10 làng nghề trồng đào phai được công nhận là làng nghề truyền thống với tổng diện tích trồng đào trên 150 hectare. Cây đào phai là cây trồng chủ lực của người dân Đông Sơn, có tới 70% lao động của Đông Sơn có nguồn thu ổn định từ cây đào phai. Nhiều năm trở lại đây, loại cây trồng này đã đem lại cuộc sống khấm khá cho người dân. Vụ đào năm trước tổng thu từ cây đào phai của xã lên tới gần 20 tỷ đồng. Dự kiến năm nay sẽ còn cao hơn do giá thành cây đào năm nay tăng hơn. Tới đây thì sẽ luôn luôn là sẽ chuyển giao khoa học kỹ thuật và nâng cao cái chất lượng sản phẩm cây đào. Tạo tán, tỉa cành, rồi là tạo dáng, rồi là chơi những cây đào thế có giá trị kinh tế cao hơn nữa. Một mùa xuân nữa lại về, mang những hơi thở ấm áp lan tỏa đến từng vườn đào phai Đông Sơn. Cũng từ đây những cây đào phai được mang đi khắp mọi miền trong tỉnh và những tỉnh lân cận, mang mùa xuân đến với mọi nhà. Thời gian qua, VNPT Ninh Bình đã tích cực hỗ trợ tư vấn và xây dựng các giải pháp ứng dụng phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hệ thống các cơ quan nhà nước, qua đó góp phần xây dựng chính quyền điện tử. Để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, VNPT Ninh Bình đã đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, mạng viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh với công nghệ hiện đại, mạng lưới rộng khắp. Đến nay, hệ thống mạng Internet băng rộng cáp quang cùng với mạng di động Vinaphone đã được đưa đến 100% số xã trên địa bàn toàn tỉnh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của chính quyền và người dân. Bên cạnh đó, đơn vị tích cực triển khai cung cấp các dịch vụ về ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử như ứng dụng hệ thống cổng dịch vụ công, một cửa điện tử VNPT, IS, triển khai cổng thông tin điện tử cho các cơ quan nhà nước, chữ ký số, qua đó từng bước đáp ứng các yêu cầu của chính quyền các cấp về triển khai công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, cải cách hành chính, kết nối liên thông với cổng dịch vụ công quốc gia. Để xây dựng được cái chính quyền điện tử, thì trong thời gian qua, Ủy ban huyện đã thành lập ban chỉ đạo. Trước kia là ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, sau năm 2018 thì chuyển thành ban chỉ đạo chính quyền điện tử, xây dựng chính quyền điện tử. Trong số văn bản đi, thì đa số là đã áp dụng chữ ký số của tổ chức hoặc cá nhân để phát hành văn bản đi. Đối với các xã thì đã chỉ đạo xã là tiếp nhận xử lý văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Đơn vị đã phối hợp với các cái đơn vị sở ngành trong tỉnh, các cái cơ quan tổ chức trong tỉnh để tiến hành tập huấn, nâng cao trình độ, cập nhật các cái tính năng mới, các cái yêu cầu nghiệp vụ mới trong cái việc mà sử dụng các cái hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong tỉnh như là hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo điều hành VNPT iOffice, hệ thống một cửa điện tử VNPT iGate trong cái việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Trong năm 2019, có trên 80% văn bản được trao đổi giữa cơ quan nhà nước tỉnh dưới dạng điện tử đã tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như công sức của cán bộ công chức viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. Đối với văn bản đi thì chúng tôi thực hiện theo quy trình là 6 bước theo đúng cái hướng dẫn của VNPT. Thì trong trên cái hệ thống phần mềm quản lý văn bản, sau khi mà phát hành gửi ngay lập tức là các
cơ sở đã, các đơn vị đặc biệt là các văn bản chỉ đạo thì đã được xử lý ngay, thì cái này nó rất là tiện lợi. Và đặc biệt nữa đó là cái gọn, không phải nhiều giấy tờ. Trong quá trình hoạt động, VNPT Ninh Bình cũng đã cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, hệ thống du lịch thông minh. Các dịch vụ này được triển khai đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện mục tiêu cải cách hành chính. Trong thời gian tới thì hiện tại thì VNPT có rất nhiều cái giải pháp để xây dựng cái chính phủ điện tử, gồm có các giải pháp liên quan đến trục tích hợp và chia sẻ dữ liệu nội tỉnh, hệ thống giao thông thông minh, hệ thống đô thị thông minh, và các giải pháp tích hợp dữ liệu phục vụ hướng tới cho người dân và doanh nghiệp. Và mục tiêu của các giải pháp của VNPT hướng tới là giúp cho việc cải cách hành chính cũng như cái việc mà lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Việc đồng hành xây dựng chính quyền điện tử thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt trong công tác cải cách hành chính. Thành phố Tam Điệp vừa tổ chức đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Dịp này, thành phố Tam Điệp có 39 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Thời gian trong quân ngũ, các quân nhân đã ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện và đã có 1 đồng chí được kết nạp đảng, 5 đồng chí được khen thưởng, 2 đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Lãnh đạo thành phố Tam Điệp chúc mừng và biểu dương các quân nhân đã khắc phục mọi khó khăn để học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao cho. Đồng thời mong muốn các quân nhân trở về địa phương tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần học hỏi, năng động, sáng tạo, tham gia lao động sản xuất, học tập để trở thành những công dân tốt, xây dựng quê hương đất nước. Xác định việc làm là vấn đề rất quan trọng đối với quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, thành phố đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, các trường đào tạo nghề trên địa bàn để hỗ trợ cho các cán bộ chiến sĩ có nhu cầu xin việc hoặc tiếp tục học tập. Ở xã Gia Trung, huyện Gia Viễn có 2 anh em song sinh Đào Nguyễn Bảo Tâm, Đào Nguyễn Bảo Toàn đã cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm nay. Tinh thần trách nhiệm của các em là một câu chuyện đẹp mà chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong phóng sự sau đây. Đào Nguyễn Bảo Tâm, Đào Nguyễn Bảo Toàn, sinh năm 2001 ở thôn Tri Phong, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, được sự định hướng động viên của gia đình, tuyên truyền vận động của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, nhất là ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc, cả hai đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Cảm động trước nguyện vọng của hai con, cả gia đình đều hết sức ủng hộ. Tôi cũng động viên hai cháu và hai cháu cũng có quyết tâm để đi theo con đường bảo vệ Tổ quốc, cho tròn chức trách của một người công dân. Những ngày này khi biết thông tin Bảo Tâm Bảo Toàn sẽ cùng nhập ngũ, đã có nhiều người tới chúc mừng. Tinh thần trách nhiệm của các em là niềm tự hào của gia đình. Cái trường hợp của cháu Bảo Tâm với Bảo Toàn ấy thì nhìn chung ấy thì sau khi học xong trường phổ thông trung học thì các cháu về địa phương thì cũng rất là ngoan ngoãn. Thì nghe theo cái giáo dục của bố mẹ và gia đình ấy thì chấp hành các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và cái quy ước, hương ước của địa phương. Đây cũng là hai trường hợp thanh niên có cái lịch sử chính trị và tư tưởng chính trị là rất tốt. Chặng đường nhập ngũ trước mắt sẽ còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng cả hai anh em Bảo Tâm Bảo Toàn đều rất quyết tâm. Bởi từ lâu, các em đã nhận thức được rằng tham gia môi trường quân đội không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, mà còn thực sự là cơ hội cần thiết để tuổi trẻ rèn luyện, phấn đấu trưởng thành. Vào quân ngũ để rèn luyện cho con người cứng rắn hơn và cố gắng phấn đấu để học tập và hoàn thành nghĩa vụ quân sự 2 năm để con người trưởng thành hơn, về giúp ích cho bản thân, gia đình và nhà nước sau này. Thực tế cho thấy, những năm gần đây, việc tuyển quân ở một số địa phương còn gặp khó khăn. Tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương đất nước như hai anh em Bảo Tâm, Bảo Toàn rất đáng được biểu dương, ghi nhận. Hơn 200 nhân viên người lao động của khu du lịch tâm linh núi Chùa Bái Đính vừa được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền và diễn tập về phòng cháy chữa cháy. Cán bộ nhân viên người lao động của khu du lịch được cung cấp thông tin về những vụ cháy lớn thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên địa bàn cả nước thời gian gần đây,
đồng thời được truyền đạt các nội dung của hệ thống văn bản nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, những kiến thức cơ bản như nguyên nhân gây ra cháy nổ, một số biện pháp phòng cháy chữa cháy tại cơ quan và doanh nghiệp, cách xử lý tình huống, kỹ năng thoát hiểm và biện pháp chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Việc nâng cao nhận thức vai trò của người lao động góp phần cảnh báo những nguy cơ gây ra cháy nổ, giúp đội ngũ này có kỹ năng cần thiết và biện pháp phòng chống thoát nạn trong các trường hợp xảy ra cháy nổ tại cơ sở. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.